Từ bi tam muội thủy sám phần nghi lễ. Tịnh pháp giới chân ngôn Án Lam Sa Ha, Án Lam Sa Ha, Án Lam Sa Ha. Hết dốc lòng, hết thầy cung kính dốc lòng kính lễ mười phương pháp giới thường trụ tam bảo. Hết thầy cung kính dốc lòng kính lễ mười phương pháp giới thường trụ tam bảo. Hết thảy cung kính dốc lòng kính lễ mười phương pháp giới thường trụ tam bảo. Nguyệt đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ sông mê, chóng quay về bờ giác. Cúng dường đoạn dốc lòng kính lễ mười phương pháp giới thường trụ tam bảo. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Án phạ nhật la vật, án phạ nhật la vật, án phạ nhật la vật. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Sa bà giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Tây phương cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ đương lai giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ đại trí Vân Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ đại hạnh phổ hiền vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ đại bi quán thế âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ đại lực đại thế chí Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Ca Nhã Ca Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Ngộ Đạt Quốc Sư Bồ Tát. Con nay xin vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ chí thành sám hối. Chúng con xin chí thành sám hối xưa kia gây nên bao ác nghiệp, đều vì ba nghiệp tham sân si bởi thân miệng ý phát sinh ra. Hết thảy con nay xin sám hối. Sám hối đoạn dốc lòng kính lễ tam bảo thường ở khắp người phương. Kính nghe lòng từ mẫn hằng vì muôn vật, tâm bị nguyện khéo độ quần sinh. Hai chữ từ bi làm tiêu hết muôn nghìn tội lỗi, một lời niệm Phật cũng dịch trừ trăm vạn oan khiên. Nguyên nhân làm ra văn thủy sám này là do Viên Án Tiểu Thổ hai người vì kết thành mối oan khiên nên nghiệp quả kia khó tránh. Như bóng sông Tùng, ngài Ca Nhã hiện phạm thể đoan nghiêm trong ao tam muội. Ngài Ngộ Đạn thoát oan sang một hình mặt người mọc nơi đầu gối khổ nạn. Nhân từ tâm hướng về thiện niệm, vì thế nên đất hiện suối thơm. Văn thủy sám này mở đầu là nguyên do từ đó. Sở dĩ một giọt nước thấm nhuần lại là phương thuốc hay thoát khổ, một lời kêu sám hối thực là đạo tối yếu trừ khiên. Khả dĩ đền đáp được bốn ấn sâu, khả dĩ tiêu tan nhiều đời tội nặng, khả dĩ cứu vớt cực khổ nơi ba đường, khả dĩ gỡ mối oan khiên trong nhiều kiếp. Công đức sám ma ấy khen ngợi mãi không cùng. Hôm nay đàn tràng nghiêm tịnh, tiệc pháp kính bày, quy mệnh mười phương đều ngự, kính lễ phổ hiền nguyện vương. Vận tượng hương hoa một lòng dân cúng, muốn cho căn lành trong sạch, trước nên nghiệp chướng tiêu trừ, cuối mong đức đại từ bi trong xuống rủ lòng soi xét. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a lị gia bà lô kết đế. Yết thức bát ra gia
Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Ma Ha Tát Đà Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tát Bà Ra Phật Duệ Số Đát Na Đát Tỏa Nam Mô Tất Cát Rị Đọa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Cát Đế Thất Phật La Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Trì Hê Rị Ma Ha Bà Đà Sa Mế Tát Bà A Tha Đậu Thâu Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Nam A Bà Già Ma Phật Đạt Đậu Đạt Đệ Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đọa Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Rị Đà Dựng Câu Lô Ít Mông Độ lô Phật xà giá đế, ma ha Phật xà giá đế. Đà ra đệ rị ni thất Phật ra gia gia ra gia ra. Mà Phật ma ra mục đế lợi y hê di hê thất na. A ra xâm Phật ra xá lợi Phật xa Phật xâm. Phật ra xá ra. Hô lô ma ra hô lô hê rị xá ra tất rị tất rị. Tô lô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế rị dạ na ra cận trì địa rị sát ni na ba dạ ma na sa bà ha tất đà dạ sa bà ha ma ha tất đà dạ sa bà ha tất đà du nghệ thất bà ra dạ sa bà ha na ra cận trì sa bà ha na ra sa bà ha tất ra tăng a mục gia gia sa bà ha Sa bà ma ha a tất đà dạ sa bà ha dạ cát ra a tất đà dạ sa bà nga ma đà ma ít tất đá dạ sa bà ha na ra cần trì bà dạ ra dạ sa bà ha ma ba rị thắng ít ra dạ sa bà ha nam mô hát ra đá gia đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô cát đế thức bà ra dạ sa bà ha an tất đế đô ma đà dạ sa bà À. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính nghe. Mỗi Đức Phật ra đời mở 84.000 cửa pháp, một mặt trăng cõi thiên phá tối tâm quần sinh nơi đại địa. Mở rộng đạo màu nhất thừa sám dịch tội khiên hết thảy. Kính xin bảy Phật Thế Tôn mười phương từ phụ. Hiện tướng hào quang sáng suốt, dám soi ý khẩn chân thành. Phụng vì cầu sám cho tên là vận sức từ bi đạo tràng thủy sám. Đây là quyển thượng duyên khởi vào đàn. Hành nhân chúng con quỳ gối chắp tay kính lễ mười phương tam bảo. Quy y hết thảy thánh tăng giải tỏ cầu thương mở bày sám hối. Trộm nghĩ, chúng con nhất tính trái ngang chìm đắm hướng về trong bốn thú, nhất chân mờ mịt loanh quanh ở mãi trong sáu đường. Nghiệp thân miệng ý buông lung vì tham sân si, phóng túng, làm càn làm bậy tạo ra nghiệp chướng vô biên, theo ác theo tà gây lấy lỗi lầm nhiều thứ. Nay nhờ Đức Như Lai mở bày cửa pháp phương tiện khiến cho lũ chúng con phát khởi tâm thành sám hối. Mong nhờ Thánh chúng mở đọc sám văn rửa sạch tội cấu nghìn đời. Trừ hết oan khiên nhiều kiếp, con nguyện được như vậy xin Phật rủ lòng thương. Ngỡ mong Đức Đại Từ Bi vì con mà ngầm giúp. Lưu hương vừa đốt, cõi pháp thơm lây. Chư Phật bốn biển đều xa hay thấu tâm thành này. Chư Phật hiện thân ngay Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Chân ngôn tịnh tam nghiệp án sa phạ bà phạ thuật đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ thuật độ hám. Án sa phạ bà phạ trật đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ trật độ hám. Án sa phạ bà phạ trật đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ trật độ hám. Chân ngôn phở cúng dạng. Án nghe ngã nẵng tam bà phạ Phật nhật ra học. Án nghe ngã nẵng tam bà phạ Phật nhật ra học. Án nghe ngã nẵng tam bà phạ Phật nhật ra học.
Kính lễ Đức Thế Tôn, quy mệnh mười phương Phật, con nay phát nguyện lớn, trì tụng hành sám văn trên đền bốn trọng ân dưới cứu khổ muôn loài. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, tu tập các công đức, thực hành hạnh lợi tha, khi hết báo thân này đều vãng sinh cực lạc. Kệ khai kinh. Chính pháp sâu xa rất nhiệm màu, trăm nghìn ức kiếp cũng khó gặp, con nay nghe thấy xin thụ trì, nguyện hiểu nghĩa chân của Như Lai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải vật đạo tràng sám pháp, một lòng quy mệnh chư Phật trong ba đời. Nam mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nam mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nam mô Thi Khí Phật. Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hà Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Pháp Từ Bi Thủy Sám Quyền Thượng, tất cả chư Phật vì thương xót chúng sinh nói pháp lập đàn Thủy Sám. Chúng sinh vì nghiệp cấu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, gần gũi bạn ác, phiền não loạn tâm, tính không hiểu biết, nên cứ buông lòng tự thị, không tin tưởng mười phương chư Phật, không tin tôn pháp cùng các bậc thánh tăng, bất hiếu cha mẹ, không kính nhường bà con, tuổi trẻ phóng túng, kiêu căng ngạo mạn đối với các Phật quý báu, các thứ ca nhạc, các sắc đẹp trai gái, thường sinh tâm tham luyến, ý khởi phiền não, lân la với người hư, tập tành theo bạn ác, không biết chừa đổi, hoặc giết hại các giống sinh linh, hoặc uống rượu mê man mất hết trí tuệ, rồi thường cùng với chúng sinh tạo nghiệp phá giới. Những tội lỗi ở quá khứ cùng tội ác ở hiện tại, ngày nay chí thành xin sám hối hết thảy, còn các tội lỗi về sau không dám làm nữa. Bởi thế hôm nay chúng con dốc lòng thành kính quy y hết thảy các đức Phật, các vị đại Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Phạm Vương Đế Thích, Thiên Long Bát Bộ và tất cả thánh chúng trong mười phương hư không thế giới, cầu xin rủ lòng chứng giám. Lễ Phật và Bồ Tát. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Định lễ các đức Phật rồi, thứ lại sám hối, nhưng muốn lễ sám, trước phải kính lễ Tam Bảo, vì Tam Bảo là bạn lành, là ruộng phúc của tất cả chúng sinh. Nếu quy hướng Tam Bảo, thì dịch được vô lượng tội, thêm được vô lượng phúc, khiến người làm đạo thoát khổ sinh tử, được vui giải thoát. Vì vậy, cho nên chúng con quy y hết thảy chư Phật trong mười phương hư không thế giới, quy y hết thảy tôn pháp trong mười phương hư không thế giới, quy y hết thảy thánh tăng trong mười phương hư không thế giới. Sở dĩ ngày nay chúng con sám hối chính vì từ vô thủy nhẫn lại còn ở địa vị phàm phu, bất cứ sang hèn tội lỗi không lường, hoặc do ba nghiệp gây nên tội lỗi, hoặc vì nội tâm vọng tưởng, hoặc vì ngoại cảnh mê hoặc sinh lòng nhiễm trước. Như thế, cho đến mười điều ác nghiệp
tám vạn bốn ngàn trần lao. Những tội lỗi ấy tuy nhiều vô lượng, nhưng không ngoài ba điều: phiền não, nghiệp chướng, quả báo. Ba ác pháp này là pháp chướng ngại thánh đạo, ngăn trở quả báo tốt đẹp nhân thiên. Thế nên kinh gọi là ba chướng. Vì vậy chư Phật Bồ Tát dạy làm những pháp phương tiện sám hối trừ diệt. Ba chướng ấy diệt thì sáu căn, mười ác, cho đến tám vạn bốn ngàn trần lao, thảy đều thanh tịnh. Hôm nay chúng con đem hết lòng thành, vận tâm thù thắng, sám hối ba chướng. Muốn diệt ba chướng phải dùng những tâm niệm này trước hết. Trước phải phát bảy tâm thù thắng làm phương tiện, sau mới trừ diệt. Một là tâm tuổi hổ, hai là tâm e sợ, ba là tâm chán xa, bốn là tâm bồ đề, năm là tâm oán thân bình đẳng, sáu là tâm nghĩ báo ân Phật, bảy là tâm quán xét tội tính vốn không. Thứ nhất, tâm tuổi hổ là từ nghĩ ta với Đức Thích Ca đồng là phàm phu, mà Đức Thế Tôn đã thành đạo đến nay trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, chúng ta thì lại còn cùng nhau say đắm lục trần trôi lăn trong vòng sinh tử, chưa biết bao giờ ra khỏi. Như thế thật là đáng thẹn đáng hổ nhất trong thiên hạ. Thứ hai, tâm e sợ. Đã là phàm phu thì thân khẩu ý nghiệp thường thuận ưng với tội lỗi, bởi nhân duyên ấy nên sau khi chết phải đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh chịu khổ vô cùng. Như thế thật là đáng kinh đáng sợ. Thứ ba, tâm chán xa là chúng ta thường cùng nhau quan sát trong đường sinh tử, chỉ là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, hư giả như bọt nước nổi tan, xoay vần qua lại như bánh xe lăn, còn thêm sinh già bệnh chết, tám khổ nung nấu không dừng. Chúng ta xem xét ngay trong thân thể từ đầu đến chân có 36 tứ: tóc, lông, răng, móng, ghèn, nước mắt, mũi, nước miếng, gầu, mồ hôi, đại tiện, tiểu tiện, dạ dày, da mỏng, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ chài, mỡ nước, óc, màng, lá lách, thận, tim, phổi, gan, mật, ruột, dạ dày, đạm đỏ, đạm trắng, sinh tạng, thục tạng, thường bài tiết ra chín lỗ, nên trong kinh nói thân này là chỗ chứa các khổ não đầy dẫy bất tịnh, nên kẻ trí giả chẳng hề yêu dấu. Trong vòng sinh tử đã có những cái xấu xa như thế thực là đáng lo đáng chán. Thứ tư, phát tâm bồ đề. Kinh nói nên ham muốn thân Phật, vì thân Phật tức là pháp thân. Pháp thân ấy do vô lượng công đức trí tuệ sinh ra, do tu sáu pháp ba la mật sinh ra, do từ bi hỷ xả sinh ra, do tu 37 pháp trợ bồ đề sinh ra. Do những công đức trí tuệ ấy sinh ra thân Như Lai. Muốn được thân đó thì phải phát tâm bồ đề, cầu được nhất thiết chủng trí, thường lạc ngã tịnh, chứng quả tát bà nhã, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sinh, chẳng tiếc thân mệnh tài sản. Thứ năm, tâm oán thân bình đẳng là đối với tất cả chúng sinh. Mở lòng từ bi không phân nhân ngã, vì nếu còn thấy kẻ oán khác với người thân, tức còn có sự phân biệt, bởi có phân biệt mới có chấp trước, bởi có chấp trước mới sinh phiền não, bởi sinh phiền não mới tạo nghiệp dữ, bởi tạo nghiệp dữ mới chịu quả báo. Thứ sáu, tâm nghĩ báo ân Phật. Đức Như Lai từ vô lượng kiếp đã vì chúng ta mà bỏ cả đầu, mắt, tủy, não, tay, chân, xương, thịt, quốc thành, vợ con, voi ngựa, thất bảo, tu hành, khổ hạnh. Ơn ấy, đức ấy thật khó báo đền. Vì vậy kinh nói,
giả sử đầu đội vai mang, trải qua số kiếp như hàng hà sa, cũng khó đền đáp ơn Phật. Chúng ta muốn đền đáp công ơn của Đức Như Lai, trong đời này phải dũng mãnh tinh tiến, gắng chịu khổ nhọc, không tiếc thân mệnh gây dựng Tam Bảo, hoằng dương giáo pháp Đại Thừa, hóa độ chúng sinh đồng vào ngôi chính giác. Thứ bảy, tâm quán xét tội tính không thật là tội không tự tính. Do nhân duyên sinh, do điên đạo thành, đã do nhân duyên sinh thì cũng do nhân duyên diệt. Nhân duyên sinh tội tức là gần gũi bản ác, gây nghiệp vô cùng. Nhân duyên diệt tội tức là ngày nay tịnh tâm sám hối. Thế nên kinh dạy, tội tính không phải ở trong, không phải ở ngoài, không ở chặng giữa. Nên biết tội tính vốn không khởi bảy thứ tâm như trên ấy, rồi lại duyên tưởng đến mười phương chư Phật cùng các hiền thánh, cung kính chấp tay phơi bày tâm can, tỏ lòng cầu khẩn hổ thẹn sám hối. Sám hối như thế, tội nào không diệt, phúc nào không sinh. Nó không hết lòng sám hối, cứ lần lửa biến ngát, tình tự bung lung thì chịu khổ nhọc cho mình, chứ không ích lợi gì cả. Vả lại, mạng người vô thường như quay bó đuốc, khi hơi thở ra không trở lại thì thân này đồng như tro đất. Khổ báo trong ba đường chính mình phải chịu, không thể nhờ tiền tài của báu để lo cầu thoát khỏi. Ở mãi trong cảnh mịt mù, không có kỳ hạn ân xá, riêng mình chịu khổ không ai thay thế. Đừng cho rằng trong đời này ta không gây tội mà không ân cần cầu sám hối. Vì trong kinh nói, kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước là đã có tội. Là trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác nghiệp không thể kể xiết. Nó thường theo dõi như bóng theo hình. Nếu không sám hối thì tội ác càng ngày càng sâu. Nên biết rằng hễ che giấu tội lỗi mình thì Phật còn không dung cho. Tỏ bày để sám hối thì ngày tịnh danh kính chuộng. Bởi thế nên biết chúng sinh bị chìm đắm mãi trong bể khổ cũng do thói. Hay che giấu tội lỗi. Vì vậy, ngày nay chúng con xin phát lộ sám hối, không dám che giấu. Ba chướng, một là phiền não, hai là nghiệp chướng, ba là quả báo. Ba thứ chướng này làm nhân cho nhau, như do phiền não mới sinh ác nghiệp, do ác nghiệp mà phải chịu khổ báo. Vì thế, ngày nay chúng con xin hết lòng sám hối. Thứ nhất, sám hối các nghiệp chướng phiền não, vì những phiền não ấy đều do ý gây ra, và khi ý nghiệp phát khởi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó phát động. Ý nghiệp có tham lam, có giận dữ, có ngu muội, bởi ngu muội mới sinh ra tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói, ba nghiệp tham sân si làm cho chúng sinh đọa lạc trong ba đường địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, chịu khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não, nghèo nàn, túng thiếu, côi cút, lại thêm tính nết hung hăng, càn bớ, ngu độn, không biết phải quấy. Ý nghiệp đã gây nhiều ác quả như thế, nên ngày nay chúng con dốc lòng đem hết thân mệnh, nương về chư Phật cầu xin sám hối. Những phiền não ấy, chư Phật, Bồ Tát, các bậc thánh nhân đã thấu tỏ chân lý đủ mọi, gọi phiền não này là oán gia, vì phiền não làm dứt mất tuệ căn, tuệ mệnh của chúng sinh. Cũng gọi phiền não này là giặc cướp, vì cướp mất các pháp lành của chúng sinh. Cũng gọi phiền não này là cái thác chảy mạnh, vì lôi cuốn chúng sinh vào bể khổ sinh tử. Cũng gọi phiền não này là xiềng xích, vì ràng buộc chúng sinh trong cảnh, vì ràng buộc chúng sinh trong ngục sinh tử. Không khi nào ra khỏi, cứ phải quanh quẩn mãi trong sáu nẻo bốn loài, nghi nghiệp ác vô cùng, chịu quả khổ không ngớt. Thế mới biết những họa hoạn ấy đều do phiền não mà ra, cho nên ngày nay vận tâm tăng thượng cầu xin sám hối.
Từ vô thị đến nay, chúng con hoặc chịu quả báo trong sáu đường, nếu có tâm thức thường ôm mối ngu, hoặc đời dễ tâm can, hoặc nhân mầm tam độc tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tam lậu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tam khổ tạo nên tất cả tội, hoặc duyên tam đạo tạo ra tất cả tội, hoặc tham tam hữu tạo nên tất cả tội. Những tội như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả bốn loài chúng sinh trong sáu đường, ngày nay hổ thẹn đầu xin sám hối. Lại nữa, chúng con từ vô thị nhẫn lại, hoặc nhân bốn tru tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn lưu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn thủ tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn chấp tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn duyên tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn đại tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn món phược tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn tham tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bốn sinh tạo nên tất cả tội. Những tội như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sinh trong sáu đường, ngày nay hộ thẹn đều xin sám hối. Lại nữa, chúng con từ vô thị nhẫn lại, hoặc nhân năm món trụ tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm món cái tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm món san tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm món kiến tạo nên tất cả tội, hoặc nhân năm tâm tạo nên tất cả tội. Những phiền não như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sinh trong sáu đường, ngày nay tỏ bày cầu xin sám hối. Là nữa, chúng con từ vô thị nhẫn lại, hoặc nhân sáu căn tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu thức tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu tưởng tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu thụ tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu hành tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu ái tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu nghi tạo nên tất cả tội. Những phiền não như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sinh trong sáu đường, ngày nay hộ thẹn tỏ bày cầu xin sám hối. Lại nữa, chúng con từ vô thị lại đây, hoặc nhân bảy món lậu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bảy món sử tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tám món đảo tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tám món cấu tạo nên tất cả tội, hoặc nhân tám khổ tạo nên tất cả tội. Những phiền não như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sinh trong sáu đường, ngày nay tỏ bày cầu tối. Lại nữa, chúng con từ vô thị nhẫn lại, hoặc nhân chín não tạo nên tất cả tội, hoặc nhân chín kết tạo nên tất cả tội, hoặc nhân chín duyên tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười phiền não tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười thiền tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười một biến sử tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười hai nhập tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười sáu tri kiến tạo nên tất cả tội, hoặc nhân mười tám giới tạo nên tất cả tội, hoặc nhân hai mươi. Lâm ngã tạo nên tất cả tội, hoặc nhân 62 kiến tạo nên tất cả tội, hoặc nhân 98 sử tạo nên 108 phiền não của kiến hoặc, tư hoặc, đêm ngày bập bùng mở cửa hữu lậu, gây nên tất cả tội, não loạn thánh hiền và bốn loài chúng sinh, đầy dẫy ba cõi tràn khắp sáu đường, không còn chỗ trốn lánh. Ngày nay hết lòng cầu khẩn hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng hộ thẹn giải bày cầu xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não ba độc, chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp được ba thứ trí tuệ, ba món sáng tỏ, dịch được ba khổ, đầy đủ ba nguyện. Lại nguyện nhờ công đức đã sám hối tất cả phiền não vì bốn món thức, chúng con đời đời kiếp kiếp được mở rộng bốn tâm bình đẳng, lập bốn tín nghiệp, dịch bốn đường ác, được bốn vô ý. Nguyện nhờ công đức đã sám hối tất cả phiền não vì năm món cái, chúng con đời đời kiếp kiếp qua khỏi được năm đường, dựng được năm căn, năm thứ tịnh nhẫn, thành tựu năm phần pháp thân. Lại nguyện nhờ công đức đã sám hối tất cả phiền não của sáu thụ, chúng con đời đời kiếp kiếp được đầy đủ sáu món thần thông, sáu pháp lục độ, không bị sáu trần mê hoặc, thường làm được sáu diệu hạnh.
là nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não vì bảy lậu, tám cấu, chín kết, mười thiền, chúng con đời đời kiếp kiếp đều ngồi trên hoa thất tịnh, được tám nước, được tám nước bát giải, đủ trí cụ đoạn, thành tựu hạnh thập địa. Lại nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não vì 11 biến sự, 12 nhập, 18 giới, chúng con đời đời kiếp kiếp được hiểu 11 món không. Tâm thường nương những món không ấy, tự tại chuyện nói 12 hành pháp luân, đầy đủ 18 món bất cộng pháp, vô lượng công đức đều viên mãn. Phát nguyện xong, chí tâm kính lễ chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trăng Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi kể lại sám hối. Phép sám hối chính là sửa đổi sự lỗi lầm đã qua, diệt ác làm lành. Người đời ai không lỗi, như bậc hữu học lỡ mất chính niệm còn bị phiền não nổi lên. Bậc La Hán có lúc kết tập phát khởi cũng còn phạm phải những nghiệp thân khẩu ý, huống kẻ phàm phu sao khỏi tội lỗi. Những người có trí biết trước liền ăn năn đổi lỗi, còn kẻ ngu si giấu giếm nên tội thêm tràn đầy, chất chứa lâu ngày không biết khi nào tỏ ngộ. Nỡ biết hộ thẹn giải bày sám hối, không những dịch được tội lỗi còn thêm vô lượng công đức, gây dựng quả vị nhất bàn vi diệu của Như Lai. Muốn thực hành phép sám hối, trước hết thân phải nghiêm trang tề chỉnh, chiêm ngưỡng tôn tượng, tâm phải khởi ý cung kính theo pháp quán tưởng, hết lòng cầu khẩn, để tâm suy nghĩ hai điều. Thứ nhất, phải nghĩ thân mệnh khó giữ thường còn, một khi tan nát không biết bao giờ được lại. Nếu không gặp chư Phật cùng các bậc hiền thánh, lại gặp phải bạn ác tạo thêm nhiều tội nghiệp, sẽ bị đọa lạc chốn hiểm hang sâu. Thứ hai, phải tự nghĩ ngày nay ta tuy gặp chánh pháp Như Lai, lại không biết vì Phật pháp nối dõi giống thánh, tẩy sạch ba nghiệp thân khẩu ý để cư xử theo thiện pháp, lại riêng làm việc ác, cố ý che đậy, nói người khác không biết, kẻ kia không thấy, giấu kín trong lòng ngang nhiên không hổ thẹn. Như thế thật là một điều hết sức ngu hoặc trong thiên hạ. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng các vị thiện thần lúc nào lại không dùng thiên nhãn thanh tịnh mà soi thấy hết những tội ác của chúng ta gây tạo? Và lại các thần linh ở chốn u minh ghi chép tội phúc không sai một mảy may nào. Nói đến những người đã làm nên tội lỗi sau khi chết rồi, bị ngục tốt đầu trâu thâu bắt thần hồn đem nạp trước mặt Diêm Vương để tra xét đều phải trái. Bây giờ tất cả kẻ oán cừu đang làm chứng nói: người trước kia mổ ta, giết ta, nấu hầm rang nướng ta. Hoặc nói: trước kia ngươi cướp bóc lấy hết tiền bạc ta, ly gián quyến thuộc ta. Ngày nay ta mới có dịp ở trước ngươi làm chứng cớ rõ ràng, đâu còn giấu giếm, chỉ đành cam chịu những tội lỗi trước. Trong kinh nói rõ, ở địa ngục không bao giờ sự oan. Người nào ngày thường gây những tội gì, tuy đã quên mất, nhưng đến khi chết rồi tất cả hình tướng ấy như các nghiệp ác độc tạo nên từ trước đều hiện ra nói: xưa kia ngươi ở bên ta tạo những tội ác như thế, nay làm sao giấu giếm được. Lúc đó tội nhân không còn chỗ nào che đậy. Ngay lúc ấy Diêm Vương nghiến răng quả trách rồi cho vào địa ngục, trải vô lượng kiếp chẳng hòng thoát khỏi. Việc đó chẳng phải xa lạ mà cũng không quan hệ gì
với người chính tự mình tạo, tự mình phải chịu. Dù chí thân như cha con, một khi quả báo đối đầu cũng không thay thế cho nhau được. Vậy nên chúng ta cùng được làm thân người khỏe mạnh, không bệnh tật, nên gắng sức tu hành, tranh đua cùng thọ mệnh. Khi đại nạn xảy đến hối hận không kịp, bởi thế chúng con dốc lòng cầu xin sám hối. Từ vô thị đến nay, chúng con bị vô minh che khuất tâm trí, do phiền não tạo các nghiệp ác trong ba đời, hoặc say đắm dục lạc sinh ra phiền não ham muốn, hoặc giận dữ bực tức sinh ra phiền não hãm hại, hoặc tâm trí tối tăm nghiệt sinh ra phiền não không hiểu rõ, hoặc ngã mạn tự cao sinh ra phiền não ngạo nghễ, hoặc nghi ngờ chánh đạo sinh ra phiền não do sinh ra phiền não do dự, hoặc bác không nhân không quả sinh ra phiền não tà kiến, hoặc không biết thân cảnh do nhân duyên giả hợp sinh ra phiền não chấp ngã, hoặc mê lầm trong ba đời sinh ra phiền não chấp thường chấp đoạn, hoặc gần quỷ tà pháp sinh ra phiền não kiến thủ, hoặc theo lầm tà sư sinh ra phiền não giới thủ, cho đến do tất cả bốn món chấp thành ra phiền não chấp trước sai lầm vân vân. Ngày nay chí thành đều xin sám hối. Là từ vô thị đến nay, bởi có tính bo bo lạnh tiết sinh ra phiền não keo bệnh, bởi không thâu nhiếp sáu căn sinh ra phiền não buông lung, bởi đã tâm làm những việc xấu xa ác độc sinh ra phiền não bất nhẫn, bởi biến nhát trễ nải sinh ra phiền não không siêng năng, bởi hay ngờ vực lo nghĩ bông lông sinh ra phiền não giác quán, bởi xúc cảnh mê hoặc sinh ra phiền não không hiểu biết, bởi theo tám thói xấu ở đời sinh ra phiền não nhân ngã, bởi dối trá khen trước mặt chê sau lưng sinh ra phiền não tâm không ngay thẳng, bởi thô cứng khó dạy sinh ra phiền não không điều hòa, bởi dễ giận khó vui sinh ra phiền não uất hận, bởi hay ghen ghét đâm thọc sinh ra phiền não hung dữ, bởi hung đạo độc hại sinh ra phiền não thâm độc, bởi trái với thánh đạo sinh ra phiền não chấp tướng, bởi không biết pháp tứ đế khổ tập dịch đạo sinh ra phiền não điên đạo, bởi cứ theo chiều sinh tử không dịch được 12 nhân duyên sinh ra phiền não luân chuyển, cho đến do vô minh trụ địa từ vô thị khởi ra. Hằng xa phiền não khởi tứ trụ địa, gây thành khổ quả trong ba cõi. Khổ quả phiền não vô lượng vô biên, não loạn hiền thánh bốn loài chúng sinh trong sáu nẻo, ngày nay giải bày trước mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng đều xin sám hối. Nguyện nhờ công đức đã sám hối những phiền não tham sân si do ý nghiệp khởi ra, đời đời kiếp kiếp bẻ tràn kiêu mạn, khô nước ái dục tách lửa sân hận, phá tối ngu si nhổ gốc nghi hoặc, xé lưới tà kiến, biết rõ ba ngục như cõi tù, tứ đại như rắn độc, ngủ ấm như kẻ thù, lục nhập rỗng không, dối trá thân thiện, siêng tu tám món thánh đạo, dứt nguồn vô minh, nhắm thẳng niết bàn không hề dừng nghỉ, luôn luôn để tâm làm theo 37 phẩm trời đạo cùng 10 phép ba la mật thường được hiện tiền, sám hối phát nguyện rồi hết lòng tin tưởng kính lễ thường trụ tam bảo. Pháp từ bi truy sám quyển trung, tất cả chư Phật vì thương xót chúng sinh mới nói pháp đạo tràng thủy sám. Ngày nay chúng con xin kính lễ chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối, đến nay thân tâm chúng con được yên tịnh, trong không bị phiền não dối ngạt, ngoài không bị chướng ngại ngăn trở, chính là lúc sinh thiện diệt ác, lại phải thực hành bốn món quán hạnh để làm phương tiện dứt tội. Bốn món quán hạnh là quan sát nhân duyên, quan sát quả báo, quan sát thân mình, quan sát thân Như Lai.
Thứ nhất, quan sát nhân duyên, biết mình có tội do vô minh suy nghĩ sằng bậy, không sức chính quán, không biết tội lỗi, xa lìa bạn tốt, xa lìa chư Phật Bồ Tát, theo dõi đường ma lối hẻm, như cá nuốt câu không biết tai họa, như tầm làm kén tự ràng buộc mình, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, tự thiêu đốt mình do nhân duyên ấy không thể giải thoát. Thứ hai, quan sát quả báo về những nghiệp, vì những ác nghiệp nên phải luân hồi chuyển, vì những ác nghiệp nên phải luân chuyển mãi trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, chịu quả khổ vô cùng, chìm đắm trong đêm dài biển lớn, bị lũ quỷ la sát, phiền não ăn thịt, sự sinh tử. Sau này mênh mang không bờ bến, dầu cho phúc báo được làm đến bậc chuyển luân thánh vương, thống trị bốn châu thiên hạ, bay đi từ tại đủ các thất bảo, sau khi chết cũng không khỏi đường ác, nhờ được hưởng quả báo tứ không thiên cao nhất trong ba cõi, khi phúc báo hết rồi còn phải trở lại làm trùng trong yếm châu. Huống những kẻ không phúc đức gì lại dại đãi không siêng năng sám hối, thế chẳng khác chi ôm đá gieo mình xuống vực sâu khó mong ra khỏi. Thứ ba, quan sát thân ta tuy có chính nhân giác tính, nhưng bị phiền não hắc ám che lấp không có sức liễu nhân, thành ra bản tính vốn sáng suốt kia không tỏ rõ được, ngày nay cần phải phát tâm thù thắng, phá tan màn vô minh, dẹp hết chướng ngại điên đảo, diệt trừ nguyên nhân hư ngụy của sinh tử, làm sáng tỏ trí tuệ sáng suốt của Như Lai, đặng gây dựng quả niết bàn vô thượng. Thứ tư, quan sát thân Như Lai vô vi tịch chiếu, xa bốn cấu, bạch trăm lỗi, đầy đủ các đức phạm nhiên thường trú, dầu phương tiện vào dịch độ nhưng lòng từ bi cứu vớt chúng sanh không hề tạm nghỉ. Khởi tâm quan sát như thế tức là bến lành để dịch tội, là hạnh cốt yếu để trừ nghiệp chướng. Vì vậy ngày nay chí thành cầu xin sám hối, là từ vô thị đến nay chúng con nuôi thêm phiền não ngày càng sâu dày, càng nảy nở, che đậy tuệ nhãn không thấy được lẽ chân ngụy, dứt trừ mọi việc lành không cho nối tiếp nhau, khởi phiền não làm trở ngại không được thấy Phật, không nghe. Chính pháp không gặp thánh tăng, khởi phiền não làm trở ngại không thấy được nghiệp lành nghiệp dữ trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai và pháp xuất ly, khởi phiền não làm trở ngại không được địa vị tôn quý ở trời, ở cõi trời cõi người, khởi phiền não làm trở ngại, khởi phiền não làm trở ngại không được sinh vào cõi sắc cõi vô sắc để hưởng phúc báo yên vui thiền định, khởi phiền não làm trở ngại không được phép thần thông tự tại bay đi ẩn hiện đến khắp các cõi Phật trong mười phương để nghe pháp, khởi phiền não làm trở ngại không học được phép quán đếm hơi thở để tâm khỏi tán loạn, phép quán về bất tịnh để ngăn ngừa tâm ham muốn, phép quán về nhân duyên để dứt bỏ tâm si mê, khởi phiền não làm trở ngại không học được phép noãn đảnh nhẫn đệ nhất hay phép phương tiện, khởi phiền não làm trở ngại không học được những phép từ bi hỷ xả văn tư tu, khởi phiền não làm trở ngại sự hiểu biết về quán hạnh của ba món không bình đẳng trung đạo, khởi phiền não làm trở ngại không học những phẩm trợ đạo niệm xứ chính cần canh lực và như ý túc, khởi phiền não làm trở ngại không học đạo bát chính chỉ rõ và phần tướng, khởi phiền não làm trở ngại sự học đạo thất giác chi không chỉ về hình tướng, khởi phiền não làm trở ngại không học đạo bát giải thoát cũ không định, khởi phiền não làm trở ngại sự học các phép thập trí tam tam mười, khởi phiền não làm trở ngại sự học những phép tam minh lục thông tứ vô ngại, khởi phiền não làm trở ngại sự học những phép lục độ tứ đẳng. Trở ngại sinh học phép tứ nhiếp để giáo hóa khắp chúng sinh, khởi phiền não làm trở ngại sinh học bốn hoàng thệ của đại thừa tâm, khởi phiền não làm trở ngại sinh học những phép thập minh thập hạnh, khởi phiền não làm trở ngại sinh học phép thập hồi hướng thập nguyện,
khỏi phải nói làm tiền ngại sinh học, minh dạng của các ngôi sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa. Khỏi phải nói làm trở ngại sinh học những điều trí kiếm các ngôi ngũ địa, lục địa, thất địa. Khỏi phải nói làm trở ngại sinh học pháp song chiếu của các ngôi bát địa, cửu địa, thập địa. Khỏi phải nói làm trở ngại sinh học những hạnh tu trong trăm. Những chướng ngại sự tu hành ấy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hết lòng thành cảnh hướng lên mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng hết sức hộ thẹn cầu xin sám hối, nguyện đều dứt sạch, nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền, nguyện nhờ công đức sám hối tất cả các phiền não làm trở ngại sự tu hành, chúng con được thụ sinh tự tại khắp nơi khắp chốn, muốn ở được ở không bị nghiệp cảm chất chứa xoay chuyển, lại còn dùng pháp thần thông như ý trong khoảnh khắc đã dạo khắp mười phương, vừa trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật, vừa nhiếp hóa tất cả chúng sinh. Những cảnh giới thiền định rất cao thâm cùng những sự thấy biết của chư Phật, chúng con nguyện hiểu thấu một cách vô ngại, tâm thường bao quát tất cả các pháp, tự tại dễ nói không bị nhiễm trước, được tâm tự tại, pháp tự tại, phương tiện tự tại, khi những phiền não ngu dốt kết tập lâu đời đều được dứt hẳn, không còn tiếp nối. Để chứng được đạo thánh vô lậu sáng chói như mặt trời, phát nguyện rồi, xin đem cả thân mệnh kính lễ chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, Nam mô Long Tự Tại Vương Phật, Nam mô Bảo Thắng Phật, Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật, Nam mô Ca Sa Tràng Phật, Nam mô Sư Tử Hống Phật, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Định lễ chư Phật rồi kể đến sám hối. Chúng con đã lược sám những phiền não chướng, giờ đây theo thứ lớp sám hối những nghiệp chướng, nghiệp lực tô bồi các não, bất cứ chỗ nào cũng bị đâm nhiễm, không chịu suy nghĩ để mong cầu giải thoát. Bởi vậy nên quả báo trong sáu đường không đồng nhau, hình thể mỗi loài một khác, thế mới biết đó do nghiệp lực gây ra. Trong mười lực của Phật, nghiệp lực sâu thẳm hơn hết. Kẻ phàm phu phần nhiều hay sinh lòng nghi hoặc, vì thấy ở đời người làm lành lại gặp nhiều trắc. Trắc trở, kẻ làm ác mà được mọi sự an hòa mới cho rằng việc lành dữ không có phân minh. Người chấp như thế bởi không đạt thấu lý sâu xa nghiệp báo. Kinh nói có ba thứ nghiệp báo. Một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo. Hiện báo tức là trong đời này làm việc thiện ác thì ngay thân này chịu quả báo. Sinh báo tức là trong đời này làm việc thiện ác qua đời sau mới chịu quả báo. Hậu báo là trong vô lượng kiếp về quá khứ đã làm việc thiện ác đến đời này hoặc vô lượng kiếp về sau mới chịu quả báo. Con người bây giờ làm ác mà gặp may mắn bởi do những nghiệp lành sinh báo, hậu báo đã thuần thục trong kiếp quá khứ nên mới hưởng quả tốt đẹp. Như thế, không phải trong đời này làm ác mà được quả báo tốt. Những người bây giờ làm lành là bị khổ sở là do những nghiệp ác sinh báo, hậu báo đã thuần thục trong kiếp quá khứ nên những mầm thiện ngày nay sức yếu không thể ngăn dẹp những nghiệp ác ấy nên phải chịu quả khổ. Đâu phải trong đời này làm lành mà chịu ác báo. Là thế trong đời, những kẻ làm lành được người khen ngợi kính trọng nên biết ngày sau ắt được hưởng quả vui sướng. Chúng ta về quá khứ đã có những nghiệp ác như thế nên chư Phật Bồ Tát dạy phải gần gũi bạn lành cùng làm phép sám hối. Gặp được bậc thiện trí thức là điều lợi lớn cho sự tu hành đắc đạo. Vì thế ngày nay chúng con xin chí thành quy y Phật. Là từ vô thủy đến nay chúng con chất chứa nghiệp ác nhiều như cát sông Hằng gây tội lỗi đầy cả đại địa, bỏ hết thân này lại thụ thân khác không hay không biết, hoặc phạm tội ngũ nghịch sâu dày trói buộc nặng nề vô gián,
hoặc gây nên tội xuyển đề, thành nghiệp bỏ mất căn lành, khinh chê lời Phật dạy, thành nghiệp bán bổ kinh điển đại thừa, phá diệt tam bảo, thành nghiệp hủy hoại chính pháp, không tin tội phúc, thành nghiệp thập ác, hiểu lầm chân lý, làm trái chính pháp, thành nghiệp si mê, bất hiếu cha mẹ, thành nghiệp ngang trái, khinh mạng sư trưởng, thành nghiệp không kính lễ, thất tín bạn bè, thành nghiệp bất nghĩa, phạm tội tứ trọng, bát trọng, thành nghiệp làm trở ngại thánh đạo, hủy phạm năm điều răn cấm, thành nghiệp phá giới bát quan trai, phạm ngũ thiên thất tụ, thành nghiệp nhiều phạm giới u bà tắc, thành nghiệp khinh trọng cấu, hoặc gây ra nghiệp thọ giới Bồ Tát mà không được thanh tịnh như thuyết tu hành, hoặc gây ra nghiệp trước khi thọ giới, sau khi thọ giới, làm nhiễm ô phạm hạnh, mỗi tháng không ăn chay 6 ngày, thành nghiệp giải đãi, mỗi năm không ăn chay luôn 3 tháng, thành nghiệp tu không thường, không giữ gìn 3.000 uy nghi, thành nghiệp không đúng giới pháp, không giữ gìn 80.000 luật nghi, thành nghiệp vi tế tội, hoặc gây ra nghiệp không tu thân giới, tâm tuệ, hoặc gây nên nghiệp 8 ngày vượng xuân thu, tạo các tội lỗi, hoặc gây nên nghiệp là 16 món ác luật nghi, hoặc gây nên nghiệp đối với chúng sinh không lòng thương xót, gây nên nghiệp không lên, không lên mẫn, không cứu giúp, ôm lòng đố kỵ, thành ra nghiệp không cứu độ mọi loại, còn có chỗ oan thân, thành ra nghiệp không bình đẳng, say đắm ngũ dục, thành ra nghiệp không nhàm lìa, hoặc vì cơm áo vườn rừng ao hồ, thành ra nghiệp phóng đãng dâm dật, hoặc bị tuổi trẻ phóng túng dục tình, tạo các tội lỗi, hoặc tạo nghiệp lành hữu lậu để hồi hướng cầu sinh trong ba quán, thành nghiệp ngăn ngại pháp xuất thế. Những tội lỗi ấy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng xin giải bày sám hối. Nhờ phúc lành sám hối các tội lỗi vô minh ác nghiệp dứt sạch, được sinh phúc lành, nguyện chúng con đời đời kiếp kiếp dứt được tội ngũ nghịch, trừ hoặc nghiệp xỉn đề, tất cả nghiệp ác vừa nặng vừa nhẹ, từ nay trở đi đến khi thành Phật thề không dám phạm. Chúng con nguyện thường chăm lo tu tập những thiện pháp xuất thế, thanh tịnh chuyên trì giới luật tinh nghiêm, giữ gìn uy nghi như người qua biển mến tiếc phao nổi, những pháp lục độ tứ đẳng tâm từ bi hỷ xả, thường nêu trước cả muôn hạnh, những phẩm giới định tuệ càng thêm sáng tỏ, mau thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, 4 vô ý, 3 niệm đại bi, diệu trí thường lạc, 8 món tự tại của Đức Như Lai. Chúng con nguyện quy y chư Phật xin rủ lầu từ bi hộ niệm. Trước chúng con đã sám hối chung cả các nghiệp, nay lại xin theo thứ lớp sám hối riêng từng tội một. Những tội lỗi ấy hoặc hoặc chung tội do ba nghiệp gây ra, hoặc riêng tội do một trong sáu căn gây ra, hoặc to tội do thân gây ra, hoặc nhỏ tội do ý gây ra, hoặc nhẹ tội do vô tâm gây ra, hoặc tội ai cũng biết, hoặc không tội do một mình làm, một mình biết, có từng phẩm loại chúng con nguyện đều dứt hết, sám hối riêng từng tội. Trước sám hối ba nghiệp của thân, sau sám hối bốn nghiệp của miệng, còn lại những nghiệp chướng khác lần lượt xin cúi đầu sám hối tất cả. Ba nghiệp của thân, thứ nhất là nghiệp giết hại, như kinh đã nói, dung thứ kẻ khác như dung thứ mình, chớ giết chớ đánh. Tuy là cầm thú cũng biết bảo tồn thân mệnh, sợ chết như mình. Nếu tìm xét kỹ thì các chúng sinh từ vô thị lại, hoặc đã là cha mẹ anh em, hoặc đã là bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo nên phải luân hồi xéo nẻo, ra vào đường sinh tử, thay hình đổi dạng, không còn nhận biết lẫn nhau. Nay chúng ta đang tâm giết hại anh thịt, như thế rất tổn hại lòng từ bi. Vì thế Phật dạy, giải sự được ăn các món rau quả, còn tưởng như trong đời đói khát phải ăn thịt con, huống là ăn cá thịt. Phật là dạy, vì lợi giết chúng sinh lấy tiền mua thịt cá, cả hai đều là ác nghiệp, sau chết đọa vào địa ngục rên xiết. Vì thế nên biết giết hại loài vật và lấy thịt ăn, tội sâu như sông biển, nặng như gò núi. Song từ vô thị đến nay, chúng con vì không được bệnh lành nên mới tạo những nghiệp ấy. Kinh dạy, tội giết hại thường làm chúng sinh đọa vào địa ngục, ngã quỷ để chịu khổ.
Để chịu khổ báo, nếu đầu thai trong loài súc sinh phải chịu làm thân hùm, béo, chó, sói, bồ cát, hoặc làm thân rắn độc, rất độc, ôm lòng hiểm ác, hoặc làm thân hô nai, thỏ béo luôn luôn sợ hãi. Nếu được làm người, mắc phải hai thứ quả báo, một là nhiều bệnh, hai là chết yểu. Sự giết hại loài vật ăn thịt đã gây biết bao ác báo như thế, ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, khi có tâm thức này thường ôm lòng thâm độc, không dạ xót thương, hoặc vì tham lam mà giết, hoặc vì giận dữ si mê khinh mạn mà giết, hoặc dùng phương tiện độc ác mà giết, hoặc thề giết, nguyền giết, dùng phù chú giết, vân vân, hoặc phá hồ tháo nước, thiêu đốt nướng rừng, săn bắn chài lưới, hoặc nhân khi gió phóng lửa, hoặc thả chim săn chó săn làm não hạ tất cả mọi người. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Hoặc dùng cạm bẫy hầm hố, câu liêm kích, cung nỏ bắn giết những loài chim bay thú chạy, hoặc dùng lưới rập thả câu để đâm bắt những loài như nước, làm cho tất cả những giống ở nước, cá ba ba, trạch, dọp, ốc, tôm, hến, vân vân, ở mặt đất, ở trên không chẳng còn chỗ nào trốn núp, hoặc nuôi gà, heo, trâu, dê, chó, ngỗng, vịt để tự mình giết ăn, hoặc một người làm thịt khiến tiếng kêu thơm của chúng chưa dứt mà lông cánh đã rơi rụng, mai vậy đã tan nát, đầu một nơi, thân một ngã, xương thịt tiêu tan, lột xé mổ cắt, đốt thui nấu nướng, đau đớn biết dường nào. Thà nồi ỷ sức mạnh giết chết loài vô tội ăn thịt chỉ sướng, chỉ sướng miệng một lúc được chút vị ngon, bất quá vời vì ba tấc lưỡi mà phải mang lấy tội báo kiếp kiếp đời đời. Những tội ác như thế ngày nay chúng con xin chí thành sám hối. Là từ vô thủy đến nay, hoặc hải binh đánh nhau giao tranh nơi biên trường, hai bên giáp mặt giết hại lẫn nhau, hoặc tự mình giết, hoặc sai người giết, hoặc nghe ai giết sinh tâm vui mừng, hoặc tập làm nghề mổ heo bò để làm thịt mướn, sẽ nấu thân mệnh loài vật, gây nhiều việc bất nhẫn, hoặc giận dữ khoa mát múa đao, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc xô chúng hầm hố, hoặc nhận chìm dưới nước, hoặc lấp hang phá ổ, hoặc lấy đất đá ngăn lấp, hoặc dùng xe ngựa lăn cán dày đạp tất cả chúng sinh. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin giải bày sám hối. Là từ vô thủy đến nay, hoặc phá thai đập trứng, dùng trùng độc thuốc độc giết hại chúng sinh, hoặc khai khẩn đất cát trồng cấy vườn ruộng nuôi tầm ươm kén giết hại càng nhiều, hoặc đập đội ruồi muỗi nhằm cánh chí lệnh, hoặc đốt rác dơ bệnh khai tháo ngòi rãnh giết hại loài vật, hoặc ăn trái cây dùng thóc gạo rau dưa và giết càng chúng sinh, hoặc đốt củi thắp đèn đốt thiêu chết các loài côn trùng, hoặc lấy tương giấm không khuấy động trên mạch, hoặc đổ nước sôi làm chết sâu kiến, cho đến những khi đi đứng nằm ngồi cũng thường giết hại chúng sinh nhỏ nhít bay trên không bám dưới đất, bởi thức tối tâm không hay biết mới phạm phải các tội ngày nay đều xin giải bày sám hối. Là từ vô thủy đến nay, đối với chúng sinh hoặc dùng roi gậy gông xiềng, hoặc dùng kìm kẹp tra khảo đánh vật thoi đạp, lấy dây trói buộc giam cùng tuyệt hạnh cấm nước, nhiều những cách độc ác làm khổ não chúng sinh, ngày nay chí thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng cầu xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội giết ấy, nguyện nhờ công đức sám hối những tội giết hại ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được thân hình bền chắc như kim cương, sống lâu vô cùng, xa lìa oán ghét, không còn nghĩ đến những việc giết hại đối với chúng sinh coi như con một. Nếu thấy bị tai nạn nguy cấp thì trước tùy phương tiện giải cứu, không lấn tiếc thân mệnh, rồi sau mới đem chánh pháp nhiệm màu nói cho, khiến chúng sinh thấy hình thấy bóng đều được an vui, nghe tên nghe tiếng liền hết sợ hãi. Vì thế ngày nay chúng con xin cúi đầu quy y theo Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, Nam mô Long Tự Tại Vương Phật, Nam mô Bảo Tràng Thắng, Nam mô Bảo Thắng Phật, Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật, Nam mô Ca Sa Tràng Phật, Nam mô Sư Tử Hống Phật, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi kể đến sám hối nghiệp trộm cướp trong kinh nói.
Vật của người khác thì người đó giữ. Dù một lá rau cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cướp. Nhưng vì chúng sanh chỉ thấy lợi trước mắt nên lấy một cách trái đạo, đến nỗi sau này phải chịu tai ương. Bởi vậy kinh nói, tội trộm cướp làm chúng sinh bị đọa vào địa ngục ngã quỷ, chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai trong đường súc sinh phải chịu làm thân trâu ngựa, la lừa lạc đà vân vân, đem thân máu thịt của mình trả nợ kiếp trước cho người. Nếu được làm người phải làm, phải chịu làm thân tối mọi kẻ khác, áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ bữa, bệnh cùng khốn khổ, lẽ sống của con người hầu như không còn gì nữa. Sự trộm cướp đã có khổ báo như thế, ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc trộm tiền tài bảo vật kẻ khác mà đoạt, hoặc tự mình xông đến bức người lấy của, hoặc ỷ quyền nương vào thế lực, hoặc dùng kìm to kẹp lớn ép chế oan người lương thiện, hoặc thâu tiền đút lót của bọn gian đánh cạo người ngay buộc cho là tà vậy. Vì những nguyên nhân ấy khiến họ sa vào lưới pháp luật, hoặc ăn tiền của kẻ dưới để dung túng họ làm bậy, hoặc lấy của công làm lợi riêng, lấy của riêng vào việc công, làm tổn hại người kia để đem lợi cho người này, làm tổn hại người này để đem lợi cho người kia, lấy bớt của kẻ khác để làm lại cho, lấy bớt của kẻ khác để làm lợi cho mình. Miệng hay nói bố thí mà tâm thì bọn sẻn, ăn cắp thuế ruộng thuế. Thuế chợ, trốn thuế đòi, bất của công đã dùng vào việc riêng, giấu xu dịch để sai làm việc mình. Những tội như thế ngày nay đạo xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, hoặc những vật của Phật Pháp Tăng không cho mà lấy, hoặc vật thuộc về kinh tượng, hoặc vật dùng để cất chùa xây tháp, hoặc vật dùng để cúng dường thường trụ tăng hay chư tăng tại chùa, hoặc trộm cắp lấy lầm cậy thế không trả lại, hoặc tự mình vay mượn, hoặc cho người khác vay mượn, hoặc đổi chác vay mượn mà quên sót, hoặc đem của tam bảo dùng không phải chỗ tiêu pha lãng phí, hoặc lấy những vật như thóc gạo củi rác muối đậu tương giấm rau dưa hoa quả tiền vải tre gỗ lụa là phanh lọng hương hoa dầu đèn tùy mình mặc ý tự mình lấy dùng hay cho người khác dùng, hoặc trích hoa quả cúng Phật hay dùng đồ vật chúng tăng, hoặc lấy của tam bảo làm của riêng mình. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn đời xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, hoặc chỗ bạn bè qua lại, sư tăng đồng học hay cha mẹ anh em bà con quyến thuộc cùng ở chung nhau mà trăm món cần dùng lừa dối gạt gẫm nhau, hoặc đối xóm giềng gần gũi dời rào xe tường xâm lấn đất nhà người khác, đội móc thay nêu cướp giật tiền của, bao chiếm ruộng vườn mượn tiếng việc công để làm lợi riêng, sang đoạt hàng quán rẫy bái của người. Những tội như thế ngày nay đạo xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, hoặc đánh phá thành ấp, đốt làng phá dậu hàng rào, buôn bán lương dân dù dỗ tôi tớ của người, hoặc áp chế qua những kẻ vô tội, hoặc bị đâm chém máu rơi thịt nát, thân bị đầy ải gia sản tan nát, cốt nhục chia lìa mỗi người một cõi, sống chết cách tuyệt. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay đạo xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, buôn bán hàng hóa, lập quán đổi chác đồ vật, dùng canh non đấu nhỏ, giảm bớt thước tách, xen lấn phân thù, lường gạt từng ly, đem của xấu đổi của tốt, đem thứ ngắn đồ thứ dài, giả dối trăm triệu để mong cầu chút lợi. Những tội như thế ngày nay chúng con đạo xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, hoặc khoét vách đào tường chặn đường cướp đoạt, hoặc trốn nợ xén bất tài vật, hoặc trốn nợ xén bất tài lợi, hoặc phụ tình trái hẹn, ngoài mặt lừa dối trong lòng bu toan, hoặc cướp giật trái đạo đồ vật của quỷ thần cầm thú chúng sinh, hoặc mượn cớ coi quẻ coi tướng để gạt lấy tài sản của người, như thế cho đến đem lợi cầu lợi, cầu cách vô đạo, cầu cách tham lam, không biết chán không biết đủ. Những tội như thế vô lượng vô biên không thể nói hết. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng đều xin sám hối. Nguyện do công đức sám hối những tội trộm cướp ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được ngọc như ý, thường xuất sinh bảy món trân bảo, y phục cực đẹp, đồ ăn đồ vị đủ các thứ thuốc men,
Tùy ý muốn vật chi tức có liền vật ấy, là nguyện cho tất cả chúng sinh không ai còn tưởng đến sự trộm cướp, ít ham muốn, biết vừa đủ, không đắm nhiễm, thường vui lòng bố thí thực hành đạo. Thực hành đạo cứu tế, bỏ đầu mắt tùy não như đã bỏ đờm rãi, đã mong thành tựu bố thí ba la mật. Kể đến chúng con xin sám hối tội tham ái. Trong kinh nói, chỉ vì tham dục nên bị giam hãm trong ngục si mê, chìm đắm trong vòng sinh tử không biết ngỡ ra. Chúng sinh vì say đắm ngũ dục nên từ xưa đến nay bị lưu chuyển mãi trong đường sinh tử. Giá cứ lấy xương tất cả chúng sinh trong muôn ngàn kiếp chết đóng lại, thì bằng núi Tỳ Phú La ở thành Vương Xá, sữa mẹ cho bú nhiều như nước bốn biển, máu huyết trong mình chảy ra còn hơn thế nữa, nước mắt cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc thương khóc khi lâm chung cũng nhiều như nước bốn biển. Vì thế nên nói, còn tham ái thì còn sinh tử, hết tham ái thì sinh tử diệt. Thế mới biết tham ái là gốc sinh tử. Trong kinh nói, tội dâm dục hay khiến chúng sinh bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ, chịu khổ vô cùng. Nếu ở trong loài súc sinh sẽ làm chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương. Nếu sinh trong loài ngoài thì gặp phải vợ hay chồng phụ bạc, bà con toàn với những người trái ý, sự dâm dục có quả báo xấu xa như thế. Nên ngày nay chúng con chí thành cầu ai sám hối. Là từ vô thị đến nay chúng con hoặc quyến rũ thê thiếp, chiếm đoạt vợ con của người, hoặc làm ô nhục ni cô, phá phạm hạnh người khác, hiếp bức một cách vô đạo, đem tâm bất chính, đem xem ngó lặng lơ, nói cười bỡn cợt, hoặc đếm nhục thanh danh gia tộc của người, hoặc làm nhơ tiếng tốt của người, hoặc làm hạnh bất tịnh với năm hạng người, bán nam bán nữ. Những tội như thế thật vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Mình nhờ công đức sám hối những tội dâm dục ấy, đời đời kiếp kiếp được tự nhiên hóa sanh, không do bào thai, được thanh khiết sáng sủa, tướng mạo quang minh, sáu căn tỏ rõ, thông minh lanh lợi, hiểu rõ ân ái là cùng sức bó buộc, xen kỹ sáu trần là trò huyễn hóa, mà quyết định xa lìa cảnh ngũ dục, cả đến trong giấc mộng cũng không nghĩ điều bất chính, những điều mê hoặc ở trong ở ngoài không thể động tâm. Sám hối phát nguyện rồi, chúng con xin đem hết thân mệnh kính lễ tam bảo. Chúng con trước đã sám hối ba nghiệp ác của thân, nay xin theo thứ lớp sám hối bốn nghiệp của miệng. Trong kinh nói, những tội nghiệp do miệng gây ra thường làm chúng sinh bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ, chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai vào loài súc sinh phải làm thanh chim cú, chim mèo, tiếng kêu đáng ghét. Nếu được sinh vào loài người thì hơi miệng hôi thối, nói không ai tin, còn trong xã, còn trong bà con quyến thuộc thường sẽ bất hòa, đánh lộn, cãi lẫn. Nghiệp của miệng đã có những ác quả như thế, ngày nay chúng con chí thành quy y tam bảo, cầu xin sám hối. Chúng con từ vô thị đến nay vì nghiệp ác khẩu nên phải ở trong bốn nẻo sáu loài, tạo nhiều tội lỗi, nói năng thô tháo, lời lẽ hung bạo, ngang tàn, không biết tôn ti. Đối với kẻ thân, người sơ, kẻ sát, người hèn, hơi thấy ý mình đã nổi giận, hờn, lá mắng, mắng nhất hủy nhục, nhiều điều hèn hạ, xấu xa, ác độc, không chừa điều chi, khiến cho người khác ôm hận suốt đời không quên, gây họa kết thù chẳng bao giờ dứt, là còn oán thán trời đất, trách móc quỷ thần, chê bai các bậc hiền thánh, vu oan đếm nhục người lương thiện. Những tội nghiệp do ác khẩu gây ra như thế thật vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Là từ vô thị đến nay vì nghiệp nói dối tạo ra bao nhiêu tội lỗi, trong ý mong cầu danh dự, lợi dưỡng, giấu giếm tình thực, dối trá đủ điều, trong tâm mê muội, ngoài mặt dạng dày, chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, biết nói không biết, không biết nói biết, làm nói không làm, không làm nói làm. Khi miệt thánh hiền lường đảo, dối hoặc người đời đến như cha con vua tôi, họ hàng bè bạn, mà nói năng gì cũng không khi nào thành thực, khiến người khác lầm nghe mình đến nỗi phải tan nhà mất nước. Là còn giả trò yêu thuật, thường tự khen mình, khoe mình đã chứng tới bậc tứ thiền, tứ vô sắc định, an na bát na, 16 quán hạnh, chứng bậc tu đà hoàn đến bậc a la hán, bích chi phật, bậc bất thoái bồ tát,
và Thiên Long Quỷ Thần thành gió thành đất đều đến bên mình lại bày trò lạ mê hoặc lòng người để mong cung kính cúng dâng. Bốn món cần dùng những tội nghiệp do vọng ngữ gây ra như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Là tiểu vô thị đến nay vì nghiệp nói theo dệt ý ngữ tạo ra bao nhiêu tội lỗi, dùng âm từ hoa mỹ. Văn chương bóng bậy xuyên tạc sự sai lầm, trang sức điều trái quấy, khéo đặt những bản ca hát hình dung vẻ yêu kiều, mô tả thói dâm ô khiến cho hạng trung lưu hạ lưu động tâm đáng tính, say đắm tụ sắc không thể tự giác, hoặc phóng túng tư thù không kể lời nghiệp bàn công chính. Dẫu người kia là bậc trung thần hiếu tử hay là chí sĩ hiền nhân, vẫn cứ làm văn theo dệt nên tội, để người đời sau tin cho là thật, khiến kia phải ôm hận như cổ truyền không biết đâu biện bạch. Những tội nghiệp do ý ngữ gây ra như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Là từ vô thị đến nay vì nghiệp nói hai lưỡi gây ra bao nhiêu tội lỗi, khen trước mặt chê sau lưng xạo trá trăm chiều, tới người kia nói chuyện người này, tới người này nói chuyện người kia, chỉ biết lợi mình không nhìn hại đến kẻ khác, dèm xiệm để ly gián vô tôi vu oan, hủy nhục người lương thiện để cho vô tôi nghi kỵ nhau, cha con bất hòa nhau, để vợ chồng bỏ nhau, họ hàng thân thích xa nhau, là mất ơn thầy chờ dứt đường lui tới bạn bè, cả đến làm cho hai nước đang giao hảo nhau phải hủy bỏ mấy nước, mất hòa khí, gây sự oán thù đến minh đánh nhau, giết hại trăm họ. Nghiệp nó hai lưỡi gây ra tội lỗi vô lượng vô biên như thế, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng đều xin giải bày cầu ai sám hối. Người nhờ công đức sám hối bốn nghiệp ác hậu đời đời kiếp kiếp, được đầy đủ tám thứ âm thanh, bốn món biện tài thường nói những lời hòa hợp lợi ích, muốn nghe thanh nhã ai cũng muốn nghe, là được hiểu rõ ngôn ngữ chúng sinh, nếu có nói chi đều được thích hợp căn cơ, khiến cho ai nghe cũng được tọa ngộ nhập thánh siêu phàm, mở phát tuệ nhãn. Sám hối và phát nguyện rồi xin đem hết thân mệnh kính lễ tam bảo. Trước đó sám hối ba nghiệp ác của thân, bốn nghiệp ác của miệng, nay xin theo thứ lớp sám hối những tội chướng do sáu căn gây ra. Chúng con từ vô thị đến nay mắt vì hình sắc ở ngoài là mê hoặc, ham thích những màu đen vàng đỏ tía xanh cùng những đồ chơi đồ trang sức quý giá, hoặc thấy tướng mạo đàn ông đàn bà cao thấp trắng đen cử chỉ yêu kiều diễm lệ mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc tai ham nghe tiếng hay như cung thương đàn sáo ca hát trò vẻ, và nghe những giọng thanh tao lời ăn tiếng nói lời ăn tiếng khóc cười của đàn ông đàn bà mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc mũi thích người mùi thơm của gỗ trầm gỗ chinh đàn long não xạ hương, hay mùi thơm của cây uất kim cây tô hợp mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc lưỡi ham nếm những vị ngon lành tươi tốt ngọt béo nên phải lấy máu thịt chúng sinh để nuôi thân tứ đại vun quén thêm cội khổ, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc thân mình ham muốn sụp lè loẹt gấm vóc lụa là tất cả những thứ mượt dịu y phục đẹp đẽ bằng thất chân, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp, hoặc ý hay loạn tưởng nên gặp đâu cũng trái pháp bởi xấu. Bởi sáu căn tạo ra tội nghiệp vô lượng vô biên như thế, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng đều xin sám hối. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhẫn căn gây ra, chúng con nguyện mắt này thấy suốt pháp thân thanh tịnh của mười phương chư Phật Bồ Tát không bằng sự sai biệt. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhĩ căn gây ra, chúng con nguyện tai này thực được nghe chính pháp của mười phương chư Phật hiền thánh đã nói và thực hành đúng theo giá pháp ấy. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do tự căn gây ra, chúng con nguyện mũi này thường ngửi hương thơm nhập pháp tính ở cõi hương tích xa lìa mùi hôi thối bất tịnh của sinh tử. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thịt căn gây ra, chúng con nguyện lưỡi này thường ăn món thiền duyệt pháp thực không tham mùi máu thịt của chúng sinh. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thân căn gây ra, chúng con nguyện tay này mặc được áo Như Lai khoác giáp nhẫn nhục, nằm giường vô úy ngồi tòa pháp không. Nhờ công đức sám hối tội lỗi do ý căn gây ra, chúng con nguyện ý này thành tựu được 10 lực thông suốt, được 5 minh, xét rõ lý chân không bình đẳng của hai đế,
theo trí tuệ phương tiện và được dòng nước pháp, theo trí tuệ phương tiện và được dòng nước pháp tính, niệm niệm sáng suốt phát hiện phép vô sinh nhẫn của Như Lai. Phát nguyện rồi, xin đem cả thân mệnh kính lễ thường trụ Tam Bảo. Pháp từ bi thủy sám quyền hạ, tất cả chư Phật vừa thương xót chúng sinh mới nói phép đạo tràng thủy sám. Ngày nay chúng con xin đem cả thân mệnh hướng về hết thảy chư Phật. Nam mô Từ Lô Giá Na Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, Nam mô Long Tự Tại Vương Phật, Nam mô Bảo Thắng Phật, Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật, Nam mô Ca Sa Tràng Phật, Nam mô Sư Tử Hống Phật, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi, thứ lại sám hối, trên kia đáp sám hối, ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng. Bây giờ chúng con xin sám hối tất cả nghiệp chướng đối với Phật Pháp Tăng. Trong kinh Phật dạy, thân người Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, tín tâm khó sinh, xấu căn khó đủ, bạn tốt khó gặp. Ngày nay chúng ta nhờ kiếp trước đã gây nhiều căn lành nên mới được làm thân người xấu căn đầy đủ, là gặp bạn lành được nghe chính pháp. Nếu trong lúc này không hết lòng tinh tiến tu hành, sau này sẽ bị chìm đắm trong muôn ngàn khổ đau, không biết ngày nào ra khỏi. Bởi thế hôm nay chỉ thành cầu xin sám hối. Chúng con từ vô thị đến nay thường bị vô minh che tâm tính, phiền não chướng ý thức, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng tăng, tàn hại bạn tốt, phá tháp hủy chùa, thiêu đốt kinh tượng, làm hại thân Phật, hoặc mình ở nhà đẹp để tượng Phật Bồ Tát ở chỗ thấp hèn bẩn thỉu. Khói hun nắng táp, gió thổi mưa chang, bụi đất dính đầy chim chuột đục khoét, hoặc thờ chung trong phòng ngủ không từng kính lễ, chung trong phòng ngủ không từng kính lễ, hoặc ở trần trước tượng Phật không sửa y phục trang nghiêm tề chỉnh, hoặc che đậy đèn đuốc, đóng kín cửa chùa, che lấp ánh quang minh chỗ Phật. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Để từ vô thị đến nay, đối với pháp Phật, lấy tay bẩn, cầm các quyển kinh, hoặc đang khi đọc tụng, xen nói lời tục tiểu, phi pháp hoặc để kinh trên đầu giường, ngồi đứng, không cung kính, hoặc để trong rương cháp sâu mọt ánh nát, hoặc cuốn tròn làm cho sổ rớt, mất nát thứ tự lộn lẫn, hoặc lôi kéo vướng đứt làm rách giấy mất chữ, tự mình không tu tập không trụ lưu truyền, những tội như thế ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối. Lại nằm dài nghe kinh, nằm ngửa tụng đọc, hoặc nói cười lớn tiếng làm rộn người khác nghe pháp, hoặc dạy sai lời Phật dạy, nói khác thánh ý, không phải chính pháp, nói là chính pháp, chính là chính pháp, nói không phải chính pháp, chẳng phạm nói phạm, phạm nói chẳng phạm, tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ, hoặc sao chép kinh sách đoạn trước là đoạn sau, hoặc đoạn sau đem để đoạn trước, hoặc đoạn trước đoạn sau đem để vào giữa, hoặc đoạn giữa đem để ra trước sau, hoặc theo dệt lời văn trong kinh Phật để làm sách riêng của mình, hoặc vì danh dự lợi dưỡng cung kính mà nói pháp, không lòng vị pháp, chỉ vì muốn tìm lỗi của pháp sư mà bàn luận nghĩa lý, không vì tăng tiến sự hiểu biết để cầu pháp xuất thế, mà chỉ đàn hạch một cách vô lý, hoặc khinh mạn lời Phật, tôn trọng tà giáo, chê bai đại thừa, khen ngợi thanh văn, những tội như thế vô lượng vô biên ngày nay chúng con đều xin sám hối. Là từ vô thị đến nay, đối với chúng ta gây ra các nghiệp chướng như giết bậc a la hán, phá sự hòa hợp của chúng tăng, hại những người phát tâm vô thượng bồ đề, dứt tuyệt giống Phật, làm cho thánh đạo không lưu hành được, hoặc lột xẻ người tu hành, tra khảo bậc sa môn, đánh đập đầy đọa, dùng lời thô bỉ mắng nhiếc, hoặc phá giới hạnh thanh tịnh, làm mất hết uy nghi, hoặc khuyên người khác bỏ đạo bát chính, hoặc giữ và thực hành theo năm pháp tà, hoặc dạ dạ nhờ sư trộm của thường trụ tiêu xài việc riêng, những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối.
hoặc để mình trần hay mặc y phục mỏng manh đường đột đến trước kinh tượng, hoặc mang giày bẩn thỉu đi vào điện phật, dẫm lên tháp phật, hoặc mang quốc vào chùa khạc đàm đổ nước miếng trong nhà thiền, làm dơ nhớp chỗ phật và chúng tăng ở, hoặc đánh xe cưỡi ngựa xông pha trong chùa chiền tịnh xá, phạm tội với tam bảo mà khởi ra những tội lỗi như thế, thật vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng cầu xin sám hối, nguyện nhờ công đức sám hối ấy chúng con đời đời kiếp kiếp thường gặp được tam bảo để tôn ngưỡng cung kính, không bao giờ chán nản, lại có gấm lụa tốt đẹp, anh lạc quý giá, trăm nghìn âm nhạc, các món danh hương, các thứ hoa quả tốt tươi, có đủ những vật sở hữu trên đời để cúng dường. Nếu có vị nào thành Phật, chúng con nguyện đến trước khuyến thịnh mở cửa cam lộ cứu độ chúng sinh. Nếu có vị Phật nào nhập niết bàn, chúng con nguyện được cúng dường một lần sáu chót. Còn như trong hàng chúng tăng, chúng con nguyện tu sáu phép hòa kính, được sức tự tại trùng hương tam bảo, trên hoàng dương đạo Phật, dưới hóa độ chúng sinh. Những tội hoặc nặng hoặc nhẹ đối với tam bảo đã sám hối rồi, còn lại những tội ác khác chúng con xin theo thứ lớp sám hối hết thảy. Như trong kinh nói, có hai hạng người được mạnh mẽ, một là tự mình không gây tội, hai là đã gây tội mà biết ăn năn sám hối. Lại có hai phương pháp trong sạch có thể làm cho chúng sinh dịch trừ được các món chướng ngại: một là biết hổ nên tự mình không làm ác, hai là biết thẹn nên không xúi người khác làm ác. Có hộ thẹn như thế mới gọi là đỡ, có hộ thẹn như thế mới gọi là người. Nếu không biết hộ thẹn thì cũng không khác cầm thú. Bởi vậy ngày nay chúng con chí thành quy Phật, xin đúng theo pháp mà sám hối. Là từ vô thủy đến nay, vì mê tín tà kiến nên chính hại chúng sinh để cúng tấu quỷ thần, ly mị vọng lượng, cầu được sống lâu nhưng không bao giờ được, hoặc nói dối thấy ma quỷ rồi giả xưng là thần nói để gạt người. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay, hoặc hành động láo xược, tự cao tự đại, hoặc ỷ dòng quý tộc, khi dễ mọi người, kệ mình sang trọng, khinh kẻ hèn hạ, hoặc ỷ sức mạnh ăn hiếp kẻ yếu, hoặc uống rượu rồi gây sự loạn đả, không kể người thân sơ say sưa suốt ngày không biết tôn ti, những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Lại như tham ăn uống không tiết độ, ăn gọi thịt gọi cá, hoặc ăn năm thứ cay nồng, mùi hôi bay lên sông Huế các kinh tượng, xua đuổi những kẻ tu hành giữ giới thanh tịnh, buông lung tâm ý, xa lìa người lành, gần quỷ bệnh ác, những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Lại có tính cống cao, bày điều giả dối, bắt người khác theo mình, càn bướng cố chấp cho mình là hay, ương ngạnh chống bán, không biết nhân tình, cho mình là phải, người khác là quấy, và hay hy vọng ở sự may rủi, những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Còn lâm đến chỗ tiền tài thì lại không nhường nhịn, không liêm sỉ, mua bán rượu thịt lừa dối để sống, hoặc cho vay nặng lời tính từng ngày từng giờ, góp chứa một cách cay nghiệt, tham cầu không biết chán, hưởng thụ của dân cúng không biết hổ thẹn, hoặc không giới đức mà lạm nhận của tín thí, những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Và đánh đập tôi tớ sai khiến trẻ con là việc nặng, không kể đến sự đói khát lạnh nóng của chúng, hoặc phá giới cầu cống làm ngăn trở sự đi lại, những tội như thế ngày nay đều xin sám hối. Là để mặc ý mình phóng túng lung lăng tán loạn, chỉ để thì giờ đánh su bồ, đánh cờ tướng, hoặc quây đoàn họp lũ uống ăn rượu thịt, chén tạc chén thù làm rối cho nhau, nói chuyện vu vơ hay bàn luận chuyện thiên hạ hết năm này qua năm khác, để ngày giờ trôi qua không lợi ích gì. Mỗi đêm ba thời không tụng kinh, ngồi thiền lười biếng giải đãi, cứ nằm giờ suốt ngày không để tâm quán sáu món niệm xứ, thấy người khác có việc hơn mình lại xin ghen ghét, ôm lòng hiểm độc khỏi đủ phiền não, để cho gió lốc vật dục thổi vào quỷ lửa tội lỗi cháy luôn không ngớt, thiêu mất những điều lành nhỏ của ba nghiệp. Khi những pháp lành đã hết thì hóa ra nhất thiện đà đọa vào địa ngục lớn, không có kỳ hạn ra được. Bởi thế nên ngày nay chúng con cúi đầu hướng về mười phương tam bảo xin sám hối hết thảy tất cả tội lỗi từ trước đến nay, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc thô hoặc tế, hoặc tự mình làm,
hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui mừng, hoặc dùng thế lực bắt buộc người khác làm, cả đến những tội khen người làm ác. Ngày nay chúng con chí thành đều xin sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối các tội ác ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được từ hòa, trung hiếu, khiêm nhường, nhẫn nhục, biết liêm sĩ, biết chào đón trước, chính đáng, trong sạch, nhân nghĩa, nhường nhịn, xa lìa bản ác, thường gặp duyên lành, thâu nhiếp được sáu căn, giữ gìn được ba nghiệp, nhẫn nại được khổ nhọc, tâm không thoái lui, cứ lập chí tu hành đắc đạo, không phụ bạc chúng sinh. Phát nguyện rồi đem hết thân mệnh kính lễ chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Trước đã sám hối những phiền não chướng, nghiệp chướng, nay theo thứ lớp giải bày những quả báo chướng còn lại, xin sám hối hết thảy. Trong kinh nói, khi nghiệp báo đã đến, chẳng phải trong không trung, trong biển, trong hang núi, không có chỗ nào thoát khỏi được quả báo, chỉ có sức sám hối mới có thể diệt trừ. Vì sao biết được? Vì như ông Thích Đề Hoàn Nhân khi thấy năm tướng suy hiện ra, trong lòng khiếp sợ, bằng bèn chí thành quy y Tam Bảo, thì năm tướng xấu ấy liền tiêu diệt, lại còn thêm tuổi thọ. Những chuyện như thế trong kinh rất nhiều, không phải là một. Thế mới biết sự sám hối hay diệt trừ được tai họa. Song kẻ phàm phu nếu không gặp bạn tốt dẫn đường, thời không có việc ác nào mà không làm. Đến nỗi khi sắp chết, cảnh địa ngục gớm ghê hiện ra trước mắt, chính lúc ấy lại hối hận sợ hãi. Ôi, ngày trước không tu điều lành đã đến ngày cùng ăn năn, thì ăn năn sao kịp, phước báo hay tai ương tự mình gieo. Tự mình gieo trồng từ trước, nay cứ thẳng lối mà vào địa ngục. Một mình đi đến đã lăn vào vạc dầu sôi, thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ. Tới lúc đó giờ muốn lại ai sám hối một câu cũng không dễ gì được nữa. Vì thế tất cả mọi người chớ ỷ mình tuổi trẻ sức mạnh, có tiền tài thế lực mà lười biếng dại đãi, tự ý buông lung. Một khi khổ chết đã đến thì không luận già trẻ, nghèo giàu sang hèn đều tiêu ma hết. Quỷ vô thường đến thình lình không cho ai biết trước, mệnh người vô thường như giọt sương mai. Một hơi thở ra tuy có đó, nhưng hơi hít vào không chắc gì còn được. Thế vì cớ chi mà không sám hối? Nếu sứ giả Ngũ Thiên hay quỷ La Sát thoạt nhiên đi đến, dầu tuổi trẻ sức mạnh đến đâu cũng không thể tránh. Lúc ấy dầu có nhà đẹp lầu cao cũng không ích gì đến người, xe tốt ngựa hay không đem theo được, vợ con quyến thuộc cũng không còn là người thân. Những đồ thất trên quý giá cũng chỉ để cho người khác hưởng. Lấy đó mà nói thì quả báo ở đời đều giả dối không chắc thật. Còn như ở cõi trời tuy vui thật nhưng rốt cuộc cũng sẽ tan nát. Khi sự sống hết thì vẫn phải đọa lạc trong tam đồ. Vì thế Phật bảo, thầy ngươi là Uất Đầu Lam Phất, lợi căn sáng suốt, đã hằng phục được phiền não đến cõi trời phi phi tưởng rồi, mà khi mệnh chung còn phải đọa vào đường súc sinh làm con phi ly, huống chi người khác. Thế mới biết, hễ chưa lên tới quả thánh thì còn bị luân chuyển qua các đường ác. Nếu không cẩn thận, một mai thình lình thân chịu cho đó thiệt đáng hối hận. Xem phải đến cửa công, đó là khổ nhỏ mà tâm tình đã sợ hãi. Quyến thuộc đã khủng khiếp, cầu cứu trăm bề đối với nỗi khổ trong địa ngục còn gấp trăm ngàn vạn lần hơn, không thể so sánh được. Chúng con cùng nhau chạy vô số kiếp, tội lỗi chồng chất như núi Tu Di, nghe như vậy làm sao cứ an nhiên không sợ hãi, không kinh khủng. Nên vì sao mắc phải những khổ nỗi khổ ấy đáng đau đớn biết bao, vì thế ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối. Là từ vô thủy đến nay chúng con có nhiều báo chướng, nhưng nặng nhất chỉ có địa ngục A Tỳ.
Như trong kinh đã nói rõ, nay xin nói sơ về hình tướng của địa ngục A Tỳ. Chung quanh ngục có 7 lớp thành sắt, có 7 lần lưới sắt giăng kín ở trên. Phía dưới có 7 tầng giao sắt rộng như rừng và vô số ngọn lửa dữ luôn luôn thiêu đốt. Bề dài bề rộng của ngục này tính có 84.000 do tuần. Tội nhân đầy trong ấy, nhưng vì nhân duyên của tội nghiệp nên không làm trở ngại. Lửa phía trên hắt xuống, lửa dưới bốc lên lan khắp bốn phương đông tây nam bắc. Tội khổ trong ngục ấy như cá bị chiên trong chảo, dầu mỡ đều chạy ra. Ở bốn cửa thành có 4 con chó đồng, thân hình dài rộng đến 4.000 do tuần, nanh dài móng nhọn, mắt sáng như điện chớp, là có vô số giống chim mỏ sắt vỗ cánh bay lên mổ quét thịt người có tội. Quỷ sứ đầu trâu hình như lá sát, có 9 đuôi như đinh ba bằng sắt, là có 9 đầu, trên đầu có 18 sừng, mỗi sừng có 64 mắt, từ mỗi con mắt tiết ra sức nóng. Như thiêu đốt tội nhân, mỗi khi nóng giận chung gào, tiếng thét vang như sấm, là có vô số bánh xe dao từ trên không trung quay xuống xoắn vào đỉnh đầu tội nhân, rồi xoáy suốt xuống chân mà ra ngoài. Tội nhân đau đớn thấu xương tủy, nhức nhối tận tim gan, cứ như thế trải qua không biết bao nhiêu năm, cầu sống không được, cầu chết không được. Những tội báo như thế, ngày nay chúng con hổ thẹn cúi đầu xin sám hối. Đến chúng con xin sám hối những tội báo, đầu thân rơi rã trong địa ngục đau sơn, kiếm thụ bị thiếu nướng trong địa ngục vạc dầu lò than. Sám hối những tội báo bị thiêu đốt trong địa ngục giường sắt cột đồng. Sám hối những tội báo bị đè nghiến mổ xẻ trong địa ngục xe dao xe lửa. Sám hối những tội báo trong địa ngục kéo lưỡi để trâu cày. Sám hối những tội báo làm cho ngũ tạng cháy tiêu trong địa ngục nuốt hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi. Sám hối những tội báo xương thịt nát tan trong địa ngục cột sắt. Sám hối những tội báo giá thịt xương tủy rơi lìa từng mảnh trong địa ngục quấn dây sắt nóng. Sám hối những tội báo bị bức rứt ngạt thở trong địa ngục sông cho phận. Sám hối những tội gia dạ lạnh cống nước da trong địa ngục nước mạnh đóng giá băng. Sám hối những tội báo tàn hại lẫn nhau trong địa ngục chó sói chim sắt chó xanh. Sám hối những tội báo đâm chém cấu xé nhau trong địa ngục đao binh móng vuốt. Sám hối những tội báo bị rang nướng trong địa ngục hầm lửa. Sám hối những tội báo bị hình hài tan nát trong địa ngục hai tảng đá ép lại. Sám hối những tội báo bị róc lột trong địa ngục bốn bề núi đá xô ép lại. Sám hối những tội báo bị chém xẻ trong địa ngục núi thịt u ám. Sám hối những tội báo bị chặt đứt trong địa ngục cưa xẻ đóng đinh. Sám hối những tội báo bị mổ cắt trong địa ngục gãy sắt treo ngược. Sám hối những tội báo phiền oan trong địa ngục đốt nóng kêu gào. Sám hối những tội báo chịu cảnh đêm dài mù mịt không bóng mặt trời mặt trăng vì sao không bóng mặt trời mặt trăng và sao trong khoảng lớn nhỏ núi thiết vi. Sám hối những tội báo trong địa ngục A Ba Ba, địa ngục A Bà Bà, địa ngục A Cha Cha, địa ngục A La La. Trong tất cả các địa ngục lạnh nóng như thế, có phụ thêm 84.000 địa ngục cắt tử. Những tội khổ trong đó bị chiên nấu đau đớn, bị lột da róc thịt, chẻ xương đập tủy, bứt ruột bứt phổi, nhiều khổ, nhiều nỗi khổ khác, không thể nghe, không thể nói Nam Mô Phật. Những người bây giờ đang bị đọa vào các chốn ấy hoặc là cha mẹ hay họ hàng của chúng con trong vô thị kiếp, chúng con cùng họ sau khi chết sẽ bị đọa trong các địa ngục như thế. Ngày nay chúng con rửa sạch lòng trần cúi đầu hướng về mười phương chư Phật các bậc đại Bồ Tát cầu xin sám hối, khiến cho tất cả tội báo kia đều tiêu diệt. Người nhờ công đức sám hối những tội báo trong địa ngục, chúng con phá được bức thành sắt chốn A Tỳ làm thành cõi tịnh độ. Không còn cái tên ác đạo, bao nhiêu thống khổ sợ sệt trong các địa ngục đã chuyển thành những duyên vui sướng. Núi dao rừng kiếm biến thành rừng báu, lò lửa vạc dầu biến thành hoa sen. Lính ngục đầu trâu chừa bỏ sự bạo ngược, khỏi lòng từ bi không còn niệm ác, và chúng sinh trong đường địa ngục thoát khỏi quả khổ, không gây thêm nhân ác khác, thụ hưởng sự yên vui như ở cõi tam thiền, đồng thời phát tâm cầu đạo vô thượng. Sám hối và phát nguyện xong, xin hết lòng kính lễ thường trụ Tam Bảo. Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đình lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Trước đã sám hối những tội báo trong địa ngục, nay xin sám hối những tội báo trong ba đường ác. Trong kinh Phật nói, con người vì nhiều ham muốn, nhiều tham cầu lợi dưỡng nên khổ não cũng nhiều. Người biết đủ tuy nằm dưới đất mà vẫn lấy làm yên vui. Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Song người đời nếu thình lình có tai nạn nguy cấp thì thường bỏ hết tài sản, không kể gì nhiều ít, thế mà không biết thân. Thế mà không biết thân này khi lâm vào hố thẳm tam đồ, hễ một hơi thở không trở lại thì phải bị đọa lạc. Thoạt như có người trí thức khuyên làm việc công đức để dự trữ pháp lành cho đời sau thì lại cứ cố chấp keo bệnh không chịu làm theo lẽ phải. Những người như thế thật ngu hoặc biết bao vì sao. Trong kinh Phật nói, lúc sinh không đem lại một đồng nào, lúc chết cũng không cầm được một đồng nào đem đi. Người đời phải khổ thân để góp chứa tiền của, chỉ đều thêm sự lo âu phiền muộn, không ích gì cho mình mà người khác hưởng hết. Không chút duyên lành, không một mảy công đức để nhờ cậy, đến nỗi khi chết phải bị đọa vào đường ác. Vì vậy ngày nay chúng con chí thành đem thân mệnh nương về ngôi Tam Bảo cầu xin sám hối. Kể đến chúng con xin sám hối những tội báo ngu tối trong loài súc sinh, sám hối những tội báo mang nặng kéo cày đền nợ cũ trong đường súc sinh, sám hối những tội báo bị người đâm xẻ mổ cắt không được tự do trong đường súc sinh, sám hối những tội báo không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân trong loài súc sinh, sám hối những tội báo trong lông cánh mai vậy trong thân bị các giống trùng nhỏ cắn rỉa ở loài súc sinh. Trong loài súc sinh có vô số tội báo như thế, ngày nay đều xin chí thành sám hối. Chúng con là xin sám hối những tội báo luôn luôn chịu sự đói khát trải qua trăm ngàn vạn năm không nghe đến tên cơm nước trong loài ngạ quỷ, sám hối những tội báo ăn uống máu mủ phận dơ trong loài ngạ quỷ, sám hối những tội báo mỗi khi độc thân thì tất cả chi tiết đều cháy trong loài ngạ quỷ, sám hối. Sám hối những tội báo bụng lớn cổ nhỏ trong loài ngã quỷ. Trong loài ngã quỷ có vô số tội báo như thế, ngày nay cúi đầu cầu xin sám hối. Chúng con lại xin sám hối những tội báo hay nịnh hót kêu mà trong loài tu la quỷ thần. Sám hối những tội báo gánh cát mang đá lấp sông tránh biển trong loài quỷ thần. Sám hối những tội báo ăn uống máu thịt chịu đủ mọi loài xấu xa, chịu đủ mọi sự xấu xa trong loài quỷ thần La Sát Cu Bần Trà. Trong loài quỷ thần có vô lượng vô biên tội báo như thế, ngày nay chúng con hướng về mười phương chư Phật Đại Địa Bồ Tát cầu xin sám hối, khiến cho những tội báo ấy đều tiêu diệt. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường súc sinh, chúng con đời đời kiếp kiếp diệt hết tất cả ngu si, biết được nghiệp duyên của mình, trí tuệ sáng suốt, không làm thân trong các đường ác. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường ngã quỷ, chúng con đời đời kiếp kiếp lìa khổ sanh lận đói khát, thường được ăn những pháp vị cam lộ giải thoát. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường tu la quỷ thần, chúng con đời đời kiếp kiếp tính tình trích trực xa hạnh nhân tà mệnh, trừ các quả báo xấu xa và làm được nhờ phúc lợi cho cả nhân thiên. Chúng con nguyện từ nay trở đi cho đến đạo tràng không còn chịu những tội báo trong bốn đường ác, thì trừ lòng đại bi cứu độ chúng sinh, lấy sức thệ nguyện ở chung trong ấy không khi nào chán nản. Chúng con đã sám hối những tội báo trong ba đường ác. Nay theo thứ lớp cầu xin sám hối những tội báo trong chốn nhân thiên.
Chúng con cùng nhau thọ bẩm thánh mệnh ở cõi diêm phù này, tuy nói 100 năm chưa có mấy ai sống trọn trong thời gian đó. Số người trẻ tuổi chết non không thể nào lường, những khổ não còn nung nấu bức bách thân hình, la rầu sợ hãi không ngớt phút nào sợ dĩ như thế. Bởi căn lành rất ít, nghiệp ác quá nhiều để nói trong đời hiện tại làm việc gì cũng không được vừa ý. Nên biết đó là dư báo của những nghiệp ác ở đời quá khứ còn lại. Bởi thế, nên ngày nay chúng con xin sám hối vô lượng dư báo ấy trong cõi nhân thiên từ vô thị cho đến đời hiện tại và vị lai. Sám hối những tội báo tai ương, tức trái, tàn, tật, trăm bệnh, sáu căn không đủ ở cõi người. Sám hối những tội báo sinh vào nơi hoang dã xa cách mọi người, luôn luôn bị tà kiến, tám nạn, ba ác. Sám hối những tội báo bị nhiều bệnh hoạn, gầy còm, chết yểu, chết oan ở cõi người. Sám hối những tội báo bà con quyến thuộc không đoàn tụ ở cõi người. Sám hối những tội báo bị khổ vì bạn bè tan nát, ân ái chia lìa ở cõi người. Sám hối những tội báo oán cù, gặp gỡ, u sầu, khiếp sợ ở cõi người. Sám hối những tội báo bị nạn nước lửa, trộm cướp, đau binh nguy hiểm, kinh khủng, khiếp nhược ở cõi người. Sám hối những tội báo bị cô độc, khốn khổ, lưu lạc, bôn ba, quên mất xứ sở ở cõi người. Sám hối những tội báo bị tù ngục, giam cầm, bị nhốt đứng trong ngục tối, bị đánh đập tra khảo ở cõi người. Sám hối những tội báo bị miệng lưỡi công tư theo dệt, vu họa ở cõi người. Sám hối những tội báo bị bệnh tật liên miên, liệt giường, liệt chiếu, không đứng dậy được ở cõi người. Sám hối những tội báo bị các chứng ôn dịch về mùa đông, mùa hạ, hay bị độc lệ thương hàn ở cõi người. Sám hối những tội báo bị trúng gió độc, bị thủng trướng, bị kết ở cõi người. Sám hối những tội báo bị các ác thần tìm dịp, bị các ác thần tìm dịp tiện tác họa ở cõi người. Sám hối những tội báo bị các thứ ác đểu bay đến, kêu lên trăm điều quái gở, gặp tà quỷ phi thi làm các yêu dị ở cõi người. Sám hối những tội báo bị các loài cầm thú dữ, xài lang, hồ báo làm hại ở cõi người. Sám hối những tội báo tự đâm tự giết ở cõi người. Sám hối những tội báo tự lao mình xuống hố sâu hầm lửa, nhảy xuống sông hay giao mình từ trên cao xuống ở cõi người. Sám hối những tội báo không có uy đức tiếng tâm ở cõi người. Sám hối những tội báo thiếu thốn, tiêu dùng, ăn mặc không được vừa lòng ở cõi người. Sám hối những tội báo ra vào đi lại hay làm việc gì cũng khó khăn hoặc bị người khác ngăn trở ở cõi người. Những tai họa bất trắc, những bệnh truyền nhiễm, những ách nạn suy não trong đời hiện tại, vị lai trong cõi nhân thiên đều nhiều không thể kể xiết như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật tôn pháp thánh chúng cầu xin sám hối nguyện đều tiêu diệt. Trước nữa sám hối tất cả phiền não chướng và nghiệp chướng của sáu căn ba nghiệp, tất cả quả báo chướng trong sáu nẻo bốn loài. Nay chúng con xin theo thứ lớp phát nguyện hồi hướng chúng con, nguyện đem công đức sám hối ba món chướng kia hồi hướng cho tất cả chúng sinh cũng đều cùng nhau sám hối. Nguyện cùng tất cả chúng sinh trong đời hiện tại thân tâm được yên vui, ba tai tám nạn các việc chẳng lành đều tiêu trừ hết thảy, sự ánh mặt được dư dật đầy đủ, chính tín tam bảo xả báo thân này vãng sinh về cõi Cực Lạc, gần gũi Đức Phật Di Đà được thụ ký để qua đời sau gặp Phật Di Lặc, nghe hiệu chính pháp, theo đó tu hành, nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ sinh ở chỗ nào thường gặp các vị quốc vương trùng hưng tam bảo, không bị sinh vào nhà ngoại đạo tà kiến. Chúng con là nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ ở nơi nào cũng do hoa sen hóa sinh, thuộc dòng giống cao quý, được yên ổn vui sướng, món ăn thức mặc tự nhiên có sẵn. Chúng con lại nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ ở chỗ nào cũng có sẵn lòng nhân từ trung hiếu, đam tâm bình đẳng cứu giúp chúng sinh không khởi niệm nghịch hại. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ sinh ở chỗ nào cũng thường được chư Phật hộ niệm, thường hàng phục được ma oán và các thứ ngoại đạo, được ở chung một chỗ với các bậc Bồ Tát, một lòng theo đạo Bồ Đề không khi nào dứt đoạn.
Lời nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ sinh ở chỗ nào cũng nêu tọa Phật Pháp, tu theo giáo lý Đại Thừa, phân thân vô số để cứu độ chúng sinh, thẳng tiến đến đạo tràng thành Phật, không khi nào thoái chuyển. Chư Phật Bồ Tát đã phát lời thệ nguyện tu hành phúc trí và hồi hướng, chúng con cũng xin phát nguyện tu tập phúc trí và hồi hướng như vậy. Cõi hư không có thể cùng tận, cõi chúng sinh có thể cùng tận, nghiệp báo của chúng sinh có thể hết, phiền não của chúng sinh có thể dịch, nhưng sự tu hành hồi hướng của chúng con không bao giờ cùng tận. Phát nguyện và hồi hướng xong, xin hết lòng kính lễ thường trụ Tam Bảo. Tội do tâm sinh, do tâm dịch, tâm đã dịch tội cũng không còn, tội hết tâm không hai vạn lặng, thế như thế mới là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần hồi hướng tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không qua hết tại khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thủ tượng hành thức cũng đạo như thế. Này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thủ tượng hành thức, không có mắt, tai, mũi. Lưỡi thân ý không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết, cũng không có cái hết vô minh cho đến già chết cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập dịch đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc, vì không có chứng đắc. Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hạnh mộng tưởng linh đạo, đạt tới cứu kính niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ chân thật không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa liền nói bài chú ấy rằng: Ít đế, Ít đế, Ba La Ít đế, Ba La Tăng Ít đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ít đế, Ít đế, Ba La Ít đế, Ba La Tăng Ít đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ít đế, Ít đế, Ba La Ít đế, Ba La Tăng Ít đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Văn tụng kinh sám hối hồi hướng. Đệ tử chúng con, vì sức nghiệp ma, tâm thần rối loạn, căn tính mê mờ, bỗng nhiên lại nghĩ thay đổi lung tung, giáo dở chất chồng, xem văn mờ ý, nhầm chữ sai câu, trái với chính âm, trong đục nợ vào tà kiến giải bày, hoặc vì việc đoạt mất trí tâm chẳng để vào kinh, đương khi tụng niệm dậy ngồi bỏ dở câu cách quán, ngồi lâu trễ nãy nhân việc nhận hờn, trốn nghiêm tịnh để vướng bụi nhơ nơi kính cảnh, làm việc nơi kính cảnh hoặc làm cậu thả, thân cậu mặc dùng nhách nhác, xiêm y lễ màu lỗi thôi, cung chẳng như nghi, ngồi không đúng chỗ, mở cuốn rối ren, rớt rơi dơ nát, hết tại chẳng chuyên chẳng thành, thật là đáng thẹn đáng sợ. Kính xin chư Phật Bồ Tát trong cõi pháp giới hư không, hết tại hình thánh thiện thần thiên long hộ pháp, từ bi thương xót sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức tụng kinh đều được chu viên thành tựu. Đệ tử chúng con nguyện tâm hồi hướng, còn e hoặc khi dịch nhuận nhỗi lỗi nhầm, hoặc lúc dạy chua thiếu sót, truyền thụ sai thụ âm thích lãnh lột, những lỗi so sánh đổi thay, những lầm cách in viết chép, dù thầy dù thợ đều xin sám hối. Nhờ sức thần của chư Phật khiến cho tội lỗi tiêu tan, thường quay xe pháp, cứu vớt hàm linh, nguyện đem công đức trì chú tụng kinh hồi hướng về hộ pháp, long thiên thánh chúng,
thành núi sông linh thiêng trong tam giới, vị chủ tể thụ hộ chốn già lam, cầu mong được hưởng phúc thiện bình an trang nghiêm đạo quả vô thượng bồ đề, nguyện cho khắp cả pháp giới chúng sinh cùng được vào bản Như Lai pháp tính. Kinh Lăng Nghiêm, chương niệm Phật của Bồ Tát Thế Chí. Đức Đại Thế Chí Pháp Vương Tử có 52 vị Bồ Tát đồng hành với Ngài. Liền từ tòa ngồi đứng dậy lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ về hằng hà sa kiếp xưa kia, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Trong một kiếp 12 Đức Như Lai nối tiếp nhau ra đời. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật kia dạy con pháp niệm Phật tam muội. Ví như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Hai người như thế dù có gặp nhau cũng như không gặp, hoặc có thấy nhau cũng như không thấy. Hai người nhớ nhau thời hai nhớ in sâu, cứ như thế mãi từ kiếp này qua kiếp khác, như bóng in hình chẳng xa trái nhau. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh mẹ nhớ ít gì, con dù nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, mẹ con trải qua nhiều kiếp chẳng xa trái nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, đời này đời sau quyết định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng phải nhờ phép phương tiện mà tự mở ngộ tâm mình. Ví như người nhiễm mùi hương, mình có hơi hương, như thế gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa, con xưa nhờ tâm niệm Phật, được vào pháp nhẫn vô sinh, nay ở cõi này tiếp người niệm Phật về nơi cõi tịnh. Đức Phật hỏi pháp viên thông, con không hề lựa chọn mà chỉ thu nhiếp số căn, nối liền tịnh niệm, được vào nơi chính định, đó là bậc nhất. Thân Phật Di Đà vàng rực rỡ, tướng đẹp sáng ngời không gì sánh. Hào quang tạo khắp năm chư tu di, mắt biết trong hơn bốn biển lớn. Quang trung hóa Phật nhiều vô số, hóa chúng Bồ Tát cũng vô biên. Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh chính phẩm đều lên ngôi chính giác. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tịnh Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Tịnh Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Tịnh Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ Lưu Xá Na Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Phật. Nhất tâm định lễ Quán Thế Âm Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Nhất tâm định lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát.
Nhất tâm định lễ đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ Tát. Nhất tâm định lễ đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ Tát. Nhất tâm định lễ thanh tịnh đại hải chúng, biến pháp giới chư hiền thánh tăng. Nhất tâm định lễ lịch đại tổ sư Bồ Tát. Nhất tâm định lễ hộ pháp chư thiên Bồ Tát. Nhất tâm định lễ tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn thiên Bồ Tát. Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ trí thành phát nguyện. Nguyện đem công đức trì chú sám hối tụng kinh hồi hướng chân linh. Nguyện chư hương linh nhất chân tọ ngộ lục dục tan không. Có nhân dân sinh từ xin có nhân gian sinh tử xa lìa nơi cực lạc hóa sinh tự tại. Ao thất bảo thạnh thơi tắm mát, đại cụ liên nhẹ gót tiêu diêu. Quán Âm Thế Chí kết đồng hàng Bồ Tát, Bồ Tát Thánh Tăng làm bạn lữ. Thần thức hằng vui nơi cõi tịnh, nghiệp duyên trần không vướng mảy may. Trên đài sen chín phẩm nở hoa, chư Phật phóng hào quang thụ ký. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Linh Trì Hải Hội Quán Thế Âm Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát phát nguyện và hồi hướng. Chúng sinh bao nhiêu xin độ hết, phiền não bao nhiêu xin dứt hết, pháp môn bao nhiêu xin học hết, Phật đạo cao siêu nguyện viên thành, công đức tụng kinh rất tuyệt vời. Bao nhiêu thắng phúc xin hồi hướng, nguyện khắp chúng sinh trong bể khổ, chóng được sinh về nước cực lạc, nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não. Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, và nguyện bao tội chướng đều tiêu trừ, đời đời thường làm Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương cõi Phật Đà, chính phẩm đài sen là cha mẹ. Hóa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát làm bạn hữu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng con và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo lớn phát tâm vô thượng. Tự quy pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng hết thảy không ngại.